Cán bộ gọi, nhân dân trốn. Có người còn tưởng là cuộc gọi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Alo. Alo. Alo, anh Tuấn phải không ạ? Tôi bận lắm, sắp xếp làm sao được cái anh ấy nói biết rồi, cái nào tôi định cứ lên nhá. Do chưa thực sự hiểu hết về lợi ích của việc thiết lập tài khoản định danh điện tử, nên khi nghe thông báo, nhiều người phải vận động rất lâu mới làm. Lấy lý do không làm vì không ở nơi cư trú tại địa phương đã đành. Đôi khi, có những hộ dân chỉ cách trụ sở công an phường chưa đến 100 mét, nhưng lại không ít lần từ chối. Lực lượng công an địa phương đã phải tìm đến tận nhà, thậm chí chia cả múi giờ hoạt động để có thể dễ dàng tiếp cận. Sau nhiều thông báo và gọi đều không được, dưới cái nắng gắt 40 độ C, lực lượng công an cơ sở đã phải xuống tận ruộng, thuyết phục bằng mọi cách, miễn là người dân có mặt ở nhà là có hy vọng. Vậy mà xuống tới nơi, người dân vẫn nhất quyết trốn tránh. Tôi không biết. Tôi chưa hiểu mấy. Tỷ lệ cấp định danh điện tử hiện trung bình ở các xã phường tại Hà Nội dao động từ 60 đến 70%. Khó khăn vướng mắc còn lại chủ yếu đến từ các hộ dân, những đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt. Lực lượng công an cơ sở cũng lý giải lý do tại sao việc làm định danh điện tử lại gặp nhiều trở ngại như vậy. Có những cái khó khăn là khi chúng tôi không thể làm giờ hành chính được nhiều, bởi vì là giờ hành chính và mọi người đi làm ngoài đồng và tranh thủ buổi tối thì những có nhiều ông bà cao tuổi thì sẽ không có điện thoại thông minh, có nhiều nhà thì gia đình thì có một nhà chỉ có một cái điện thoại của một người đại diện thôi, nên là cũng có những cái khó khăn trong công tác vận động bà con để làm định danh điện tử, và nhận thức của bà con thì cũng chưa hiểu hết được cái tầm quan trọng của việc định danh điện tử này. Rất là vất vả, bởi vì là khi mà nói đến cái mã định danh, người dân hỏi rất nhiều về cái vấn đề là mã định danh là gì, người dân chưa hiểu ạ, chưa hiểu và phải giải thích rất là khó khăn ạ. Nhiều giải pháp đã được lực lượng chức năng đưa ra tùy theo tình hình thực tế của các địa phương, đơn vị để đẩy nhanh tiến độ cấp tài khoản định danh điện tử cho người dân. Tuy nhiên, bên cạnh sự chỉ đạo quyết liệt từ thành phố đến cơ sở, rất cần sự chung tay của mỗi người dân để hoàn thành mục tiêu đề ra. Để đẩy nhanh tiến độ cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho người dân, các địa phương, đơn vị trên địa bàn thành phố Hà Nội đã linh hoạt triển khai nhiều giải pháp phù hợp với tình hình thực tế của từng địa bàn dân cư. Trong đó thì huy động tối đa các lực lượng, đơn vị cùng tham gia. Đến từng nhà, ra từng người xác lập tài khoản định danh điện tử phục vụ nhân dân. Đây là chủ đề của đợt cao điểm mà công an các cấp, trong đó có Hà Nội đang triển khai, nhằm tạo sự đồng thuận tham gia, sử dụng ứng dụng VNEID, tài khoản định danh điện tử mức độ 1, mức độ 2 phổ biến trong các giao dịch hàng ngày của mọi tầng lớp nhân dân, cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp. Sân bay Nội Bài, hai điểm kích hoạt tài khoản định danh điện tử được Công an thành phố Hà Nội triển khai. Tiện nên là em sẵn thì em vào luôn, tại vì hôm nay em cũng check in sớm nên là dư giả thời gian em vào ghé làm em định danh luôn. Các tổ chức làm việc với cảng hàng không Thế Nội Bài, cảng vụ hàng không miền Bắc chỉ đạo lực lượng quản lý chính của huyện và đồn công an sân bay đến Nội Bài cử cán bộ cũng như là đoàn viên thanh niên tuyên truyền vận động hướng dẫn nhân dân khi đi qua sân bay là xác thực định danh điện tử. Các điểm cấp tài khoản định danh điện tử lưu động cũng được tổ chức luân phiên tại các trường học. Đây là nơi có số lượng giáo viên, sinh viên đông, khả năng tiếp cận với công nghệ thông tin khá nhanh nhạy. Qua ghi nhận, trung bình mỗi ngày tại đây có từ 200 đến 300 hồ sơ làm định danh điện tử được thu nhận. Nhà trường đã huy động cả cán bộ, công nhân viên và sinh viên đến cái buổi định danh trong vòng 3 đến 4 ngày vừa rồi. Thì số lượng mỗi lượt thì nhận thấy khách quan thì là thấy số lượng sinh viên khá là đông. Hà Nội là địa phương có số lượng công dân cần thu nhận hồ sơ cấp định danh điện tử lớn nhất toàn quốc. Trong quá trình thực hiện, vẫn còn nhiều khó khăn bất cập, đòi hỏi sự nỗ lực từ nhiều phía. Trong quá trình triển khai thực hiện, thì chúng tôi cũng thấy rằng là hiện nay cũng có rất nhiều người dân mà đã được cấp căn cước công dân gắn chip, nhưng không sử dụng điện thoại. Đây là một trong những yếu tố khó khăn trong quá trình để hướng dẫn người dân thực hiện việc đăng ký tài khoản định danh điện tử, cũng như là kích hoạt tài khoản điện tử. Ngoài ra thì đối với việc triển khai các ứng dụng này, thì hiện nay theo các quy định pháp luật khác, chuyên ngành thì vẫn còn có bất cập. Do đó mà hiệu quả khai thác sử dụng của cái định danh điện tử này vẫn còn hạn chế trong thời gian vừa qua. Hà Nội hiện có hơn 4,2 triệu tài khoản định danh điện tử đã được kích hoạt, chiếm 67,8%. Hơn 8.000 cán bộ chiến sĩ được công an thành phố huy động thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu cấp căn cước công dân và kích hoạt định danh điện tử cho toàn bộ công dân cư trú trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cơ sở tiền đề cho việc thực hiện chuyển đổi số quốc gia, góp phần đảm bảo hiệu quả thực hiện các thủ tục hành chính từ trực tiếp sang môi trường điện tử.